pháo kích thành phố Hama và thủ đô Damascus. Tin tổng hợp, quân đội Al-Assad đã pháo kích thị trấn Jenin ở Hama. Video đưa lên các trang web cho thấy rằng khói bốc lên từ các tòa nhà và những tiếng nổ lớn. Một người nói trong video rằng đạn pháo và rocket đang bắn tới Jenin. Trường học, các ngôi đền bị phá hủy. Cuộc pháo kích này 28 tháng 2 là cuộc pháo kích dữ dội chưa từng có. Một khúc video khác cho thấy cảnh pháo kích của quận Joba nằm phía đông của thủ đô Damascus. Qua khúc video này, khói đang bốc lên từ các tòa nhà. Một người đàn ông đang kéo vòi nước nói rằng lửa đang cháy sau khi bị pháo kích. Một khúc video khác cho thấy là đã thu hình trong ngày hôm qua và có một người thân đầy máu me, chung quanh là mảnh vụn và một chiếc xe van đang cháy.